Hey, chào cả nhà. Này ra cái bãi này chuyến tiếp mới coi. Giờ này ông trời ông mưa ông mới tạnh xong thôi, thấy vậy ra cái bãi gần nhà đi. Chơi mưa quá mưa đi xa mắc mưa chết, không có gì được. Đó, giờ ông còn đang đang gầm đó. Đây. Đây có cái lỗ đây sẵn, đây có ai móc sẵn nè. Ra giật hai ba cái dọn trống trống lại cái mình câu coi, để tranh thủ coi mưa tới ạ. Quá u ám mà đen thui tối tui vậy. Buồn mệt hết rồi. Đó, hồi đây mình chọn mớ mồi mình thả tính này. Rồi wow, mới thả thính xuống ăn cái bụng quá sát cái bụng rồi nè. Nó thôi thả đi bé quá. Rồi hả mày nữa hả? Trời ơi. Biết biết. Ngày trên. Nhỏng 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 nè. Wow. Mè Vinh. Rồi. Đây, mè Vinh nó cũng to, nhảy rớt. Gai đây lượm lại. Dẫn cái dẫn này bé ơi thả thôi. Chuột phi con chuột phi con thả ôi ruột phi bự.
giật giật hả mày, giật giật hả mày, buộc về. Đấy. Chạy chạy thả xuống mấy ít hả? Ăn rồi nhỏ xíu vậy đó hả? Mập 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 khá dẫn hay quá ha. Quốc khá xuống quốc về. Chim con thả đây ăn giật 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 hả hả? Ô lạ trời ơi dính mấy mắt luôn. Ôi gớt nó luôn. Giật lên gớt lội lụm lên quốc phi. Trời ơi. Trời ơi. Ăn ghĩa lạng. Giật cái dính cái mang luôn, cá điêu hồng. Cá điêu hồng. Dính cái mang. Giật giật nè đó, chắc này dính mang nữa rồi. Khách ăn bằng miệng rồi, chắc này ăn bằng mang rồi.
dành. Chạy đi, chạy đi. Ơi ơi, đưa vô chồng nó gớt. Đây đường em nữa đây, ngon lành không? Đường cặp 9.000 mét mồi đó. Thôi thôi, nghỉ giật 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 lên cái dính cái màn luôn. Này thôi thả đi. Đây thành quả đây, gã nay được con mớ cá gô phi gì đây chứ mày dính cái rảnh này không có cá to vô mé rồi, này có cá này không à. Có cái này thì bắt cái này chứ làm sao giờ, bao nhiêu đây cũng ăn cũng được rồi. Thôi mình cũng kết thúc video đây luôn, hẹn tới ngày video tiếp theo.